Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy like và share nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye.